Hey guys, welcome back, welcome to Monster Legend Amto channel, welcome to my channel. Thank you so much. And sorry my friend, my elite not very well, thank you. Hai cái nhà nha, chào mừng các bạn quay trở lại cái series game về Monster Legend. Và là mình đây, Tu Trần này. Thì hôm nay mình sẽ review hết hai bạn quái vật cũ của mình nha. Đó là Nahani. Nhận lâu rồi các nhà ơi. Nahani và Mert. cái ông này thấy cũng ok này ha. Rồi, yes, today I review Mert Monster. And number 2, Nahani Monster. Nahani Monster. Yes, and the first I will review Mert. Yeah. Rồi chúng ta sẽ cùng xem qua Mert nha. Nó khá là ngầu, một cái skull, một gương mặt kiểu giống như là những kẻ gác địa ngục ha. Khá là ngầu luôn các bạn. Ok, lại so cool and thông lại monster most. Yes, and this the special skill is frozen to death, mega freeze and bleeding. Chúng ta sẽ có các hai hiệu ứng, đó là mega freeze và bleeding cho toàn quái vật đối phương luôn nha, và xóa bỏ hiệu ứng trạng thái có lợi cho đối phương luôn này, đó xóa hết luôn. Rồi chúng ta sẽ có đây cái chiêu resurrection, resurrection block, thì nó không cho hồi sinh, không cho revive khi mà mình sử dụng Aurel ha. Aurel gặp ông này là ráng lắm này, không hồi sinh được. Phải để ông chết kìa ha. Ok, feed him to level 4. Boom, cầm một cây giáo cái nè. Và quái vật này bị đóng băng ha. Ở dưới cái tà áo thì nhìn giống như là một cái móng, cái bàn tay móng vuốt ha, có ba cái móng vuốt này cả nhà. Rồi chúng ta sẽ nâng lên 100 nào. Ok, feed him to level 100 and change his skill. Yeah, you learn my friend. He design is so cool and I love him. Yeah. Okay, change skill. Mega position cả nhà. Rồi nightmare nữa. Wow. Tiếp tục là mega position và lại nightmare. Chiêu diện rộng ha. Và hai cái freeze. Mình sẽ đặt ở đây. Rồi. Evasion, boost evasion cho bản thân và hồi máu ha. Ok, như vậy là mình đã lấy 3-4 skill này. Cái chiêu này thì mình thấy là cũng là position rồi này, có rồi. Freezy, mình lấy double freezy sẽ ngon hơn. Đây cái hồi máu cho bản thân hơi kiết ha. Ok, I got 4 skill. Here, just standing fear, claw of despair, Black A and Behind the Sound. Yeah. And number 2 monster. Rồi quay vào tiếp theo nha cả nhà. Chúng ta sẽ có Nahan. Cái tay như giống Hàn Quốc ha. Nó giống Hàn Quốc các bạn. Boom. Ok, review him. Mình nghĩ đây là một bạn nữ ha, một bạn nữ các bạn. Thấy con mắt giống nữ này. Đây là một dạng rồng. Hoặc là giống như là một kiểu như kiểu như là cá ngựa. Sao mình thấy nó giống cái con gì ta? Sorry. Ok, Nahani monster. Nữ nha. Y đúng không? C, ok, C này. Okay. Wow. Và bạn này là nguyên tố, đó là magic ha, phép thuật ha các bạn. Hard dream, chúng ta sẽ có mega position và curse ha. Rolling, chúng ta sẽ có stop and amulet, yeah. And feed her to level 4. Boom. Khó định hình được cái bạn này cả nhà ơi. Rồng hoặc là rắn hoặc là cá ngựa, và cũng giống cái kiểu như là lai lai giữa rồng với lại một cái con vật nào đó ha. Ok, chúng ta cùng nâng lên cấp độ 100 nào. Info keep
Harper. Bạn này là một phép thuật nha. Memory. Ok, lên 100 nào. Yes, finish my monster. Ok. Ở trong này nó có nói là một allergy of dragon. Cái này mình nghĩ là dragon cả nhà. Ok, chain her skill. Một chiêu multiple enemy. Yeah, lấy luôn cả nhà. Tiếp theo là mình sẽ lấy đây, position and curse. Ok. Và chiêu diện rộng position luôn. Curse diện rộng luôn. Wow. Ồ, nhiều chiêu ngon ta. Ok, I got my control secret of the soul dragonite sorcerer and dragon break. 4 chiêu, ok cả nhà nha. Chiêu này nó gây position và curse này ha. Chiêu này nó gây position cho toàn team đối phương. Chiêu này nó cũng gây mega position luôn. Wow. Ông này nhiều hướng khống chế các bạn. Khống chế này ha. 3 cái khống chế luôn. Wow. Và một cái dot ha. Ok. Collect. Ok. Rồi như vậy mình đã có hai bạn quái vật tiếp theo, đó là hai bạn mới ha. Đây mới và rồi bạn mới này chúng ta sẽ có nguyên tố đó là bóng tối với lại nước. Ok cả nhà. Hồi sáng thì mình đã đi hết cây rank cấp rồi này. Này mình đã đi hết rank cấp rồi. Và mình đã được khá là nhiều. 209 này của Atom Rail 115 và bạn này ôi Evra cả nhà. Đó, sẽ cho mình đợi tiếp một ngày sau mình sẽ đi tiếp thằng training các quái vật để lên mình mạnh lên xíu. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vào review quái vật mới nào. We fight in adventure map. Yeah, we told the Nahani monster. Một dragon. Yes, and bạn kia đó là đặc đúng không? Bóng tối. And murk. Where he is. Nên mình nhớ nhầm cái nguyên tố không ta? Monster. Đây, here. Yes. And fine. Ok. Medium shell. And một team stack. Cái gì đây? Chúng ta sẽ có possession. Như vậy là mình có hai ông. Hai ông này review một lần mà hai ông này là hai quái vật này là chúng ta sẽ có được cái chiêu possession luôn cả nhà. Đó, các cái chiêu control. Khá là nhiều chiêu control luôn nha. Chúng ta tiếp. Nhưng mà rất tiếc là mega position này nó đi chung với Freezy thì nó làm mất một tool nếu mà trúng Freezy ha. Chúng ta sẽ đánh cái này đi. Ok, ngon. Nghe chiêu sóc rồi, xin binh cho Amore Gaming. Dạ. Stone. Start. Chúng ta sẽ đánh Freezy tiếp cho Freezy toàn team luôn á. Yes. And chat. Khá là nhiều hướng à. Chúng ta sẽ mega position. Nhưng mà cái này có trống rồi các bạn. Này. Chúng ta sẽ không dùng nữa. Chúng ta sẽ dùng cái chiêu này đi. Để cho các bạn này nó hết cái mega mà cái block mega đó ha. Rút máu đến chết được các bạn. Ok, I win. So many control effect, yeah, to our enemy. That the next fight, that we build medium shell and 50% micro, and I will freeze. Yes, and mega possession. Very nice. Ok cả nhà. Rồi, boom.
nó vẫn dính hai cái tune của Omega nha, Mega Freezy, Mega Position cả nhà. Stone nói chat sót đi luôn, dạ yeah. Rồi tục chiều này đây chiều này đi, tiếp tục là Freezy Position nha, chat rồi sạc rồi hả. Ta sẽ đánh này, boom stun, rồi chúng ta sẽ bút phản đam, next mega position nightmare, ok and dragon breath, rồi mega toll position nightmare again, just yes night he not die. That really okay. I win. Yo, finally I review Merc and Nahan. I hope you enjoy my video and good luck, my friend. Got new monster in Monster Legend. Thank you so much and don't forget to subscribe and like for me. Thank you. Rồi như vậy là mình đã review xong hai bạn Merc and Nahan đi cả nhà. Khi và cho tới thì nếu mà các bạn thích mình làm cái gì thì bình luận bên dưới cho mình biết luôn nha. Mình xin cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Ok, bye bye cả nhà. Yes.